hôm nay là chương trình gỡ cùng Euro số cuối cùng. Bác có một bất ngờ cho mọi người. Kênh YouTube của bác mới được bật chức năng hội viên đấy. Mọi người nhớ tham gia để ủng hộ bác có thêm kinh phí làm video nha. Giờ thì vào luôn, vào luôn. Vậy là Euro năm nay đã kết thúc và người Anh đã không thể đem bóng đá về nhà như họ mong muốn. Bóng đá thì nó vẫn về nhà chứ nó đi đâu đâu. Nhưng người Anh có vô địch đâu chứ. Thì Anh không vô địch nổi nên nó về nhà chi alibi với Bolochi. Ở trận chung kết, tuyển Anh đã có bàn thắng rất là sớm. Thế nhưng mà đến late game, họ vẫn bị tuyển Ý hạ gục. Anh với Ý được ví như hai vận động viên điền kinh. Một người chạy nước rút, còn một người chạy marathon. Ý mẹ đang nói đến thời gian và sức bền đúng không? Còn chiếc cúp là một cô gái thông minh. Thế sao mẹ lại ví như vậy nhở? Vì đơn giản, một cô gái thông minh thì không chọn một người yếu sinh lý. Trong hiệp 1 của trận đấu thì tuyển Anh đá rất là hay. Nhưng sang đến hiệp 2 thì họ lại co cụm phòng ngự một cách thụ động. Và bàn thua đến như một lẽ tất yếu. Con à, sư tử không gầm, chó lại tưởng thảo nguyên vô chủ. Thế nhưng trong trận này thì sao? Ở trận này, sư tử bị viêm phế quản. Con chó thì là chó pitbull. Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, khi mà ông Southgate thay Sancho và Rashford vào sân, thì lúc đó mẹ nghĩ gì? Cảm xúc hả? Đúng rồi ạ. Tính tao thì lâu la. Vâng. Ra thằng Vũ thì nâu sợ. Vâng. Còn Sancho và Rashford ấy, thì lâu hốp. Sau trận thua này thì ông huấn luyện viên Southgate đã bị chỉ trích rất là nhiều. Bởi vì những quyết định thay người của ông ấy, nó mang tính chất tự hủy. Vui lên anh Southgate ạ. Không sao mà phải buồn. Bị chỉ trích mà vui được á? Tuy không có danh hiệu vô địch, nhưng mà anh có danh hiệu riêng. Đó là danh hiệu gì nhỉ? Nào ông hoàng thay người, chúa tể phút cuối. Cả ba cầu thủ trẻ được trao trọng trách đá pen thì họ đều thất bại. Thế ông mẹ thì vì sao họ lại thất bại nhỉ? Cả cái tem tam sư năm nay có mỗi ba ông kia là truyền nhân của sao ghét. Vì ngày xưa ông ấy tạch pen. Mà bây giờ mỗi bà ông kia học được. Mẹ có để ý thủ thành Duma của Italia không? Sau khi mà anh ta cản phá của pen quyết định, anh ta cũng chẳng thèm ăn mừng luôn. Cái biểu cảm của anh ta làm ta nhớ đến một câu nói của Hùng Bá, vua tiền tệ. Có gì liên quan anh Hùng Bá sao? Cái biểu cảm đó rất hợp với một câu nói. Câu gì vậy mẹ nhỉ? Đố gì khó hơn đi à? Theo mẹ thì đâu là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của người Anh? Vẫn là do sao ghét. Vì không triệu tập Lingard. Lingard á? Tại sao lại là anh ta? Tuyển Anh mà có Lingard thì kiểu gì cũng vô địch. Sao mẹ lại nghĩ là có Lingard thì sẽ vô địch? Vì riêng Lingard vào sân đi, không vô địch bóng đá thì cũng vô địch đấu hài. Trong đội hình của Tam Sư thì có rất nhiều cầu thủ đến từ MU. Mẹ đánh giá như thế nào về các nhân tố này? Ở Euro năm nay, đội Lào có nhân tố Real Madrid thì ăn tu về nước. Thế còn nhân tố của MU thì sao mẹ? Còn có nhân tố của MU thì ăn tu về nhì. Các danh hiệu của Euro năm nay thì cũng đã có chủ hết rồi. Đúng như mẹ dự đoán thì anh Bảy đã trở thành vua phá lưới. Yes, thần tượng của tao mà nè. Anh Bảy giả này còn phá rất nhiều kỷ lục nữa nha. Thế mới thấy Ronaldo thi thưởng cỡ nào. Đúng như vậy. Đá mỗi vòng bảng bằng người ta đá cả giải. Kết thúc mùa bóng năm nay thì mẹ có nhận ra được điều gì mới ở trong bóng đá không? Đó chính là đá pen. Tưởng ngon ăn nhưng mà rất khó nuốt. Bắt đầu từ vòng tứ kết thì luôn có một đội tạch 2-3 quả pen. Đấy, mấy ông kêu đá pen dễ đâu hết rồi. Chắc trong hang. Đá pen mà dễ thì tuyển Anh vô địch lâu rồi. Thì tuyển Anh vô địch lâu rồi.
Cuối cùng, con muốn nghe những nhận xét, những đánh giá của mẹ về hai trận chung kết Euro và Copa. Để mà so sánh Euro với Copa thì tao ví Euro là LCK, còn Copa là VCS. Phong cách của hai giải đấu này thì có gì khác nhau? LCK thì chơi chậm chắc, thậm chí còn buồn ngủ. Ở VCS, thay vì pham lính thì họ pham người. Ồ, thế còn về chất lượng? Chất lượng, con đã thấy VCS ngang hàng với LCK bao giờ chưa? Các bạn ạ, cánh cửa Euro khép lại thì còn cánh cửa hội viên ở kênh YouTube LMT Vlog mở ra. Mình hy vọng là mọi người sẽ tham gia để ủng hộ cho mẹ con mình có thêm kinh phí làm thêm những video cho mọi người xem nhá. Còn bây giờ thì mời mọi người xem hậu trường. Cùng của hiệp phụ thứ 2, khi mà huấn luyện viên sau lên tung Sancho và Sanchez vào sân. Cuối cùng con muốn hỏi, cuối cùng con muốn nghe nhận xét của mẹ về hai trận chung kết. Cuối cùng con muốn nghe sự nhận xét của mẹ về mẹ. Chú Big Bun. Big Bun. Big Bun. Big Bun. Và con mình đây là chú Big Bun. Bài luôn nhỉ? Bài nó nóng. Bài Big. Bắt đầu. Con chó thì là chó pit bull. Bull. Nhìn đẹp. Nhìn đây này. Mày gì đấy? What? LCK thì chơi chậm chắc, thậm chí là buồn ngủ nhá. Oh!